Chào cả nhà thân yêu, Ngọc Huyền đã diễn xong vở cải lương Âm Dương Trận, tức là Hậu Lùa Kiềm Nín, tác giả của sư phụ Bạch Mai Ngọc Huyền. Và cái niềm hạnh phúc hơn nữa là Ngọc Huyền được hát ở trong đoàn cải lương tuồng cổ Quỳnh Long. Chiếc nôi của Ngọc Huyền lần đầu tiên đến với nghề là chiếc nôi đoàn cải lương tuồng cổ Quỳnh Long, đoàn của sư phụ Bạch Mai Ngọc Huyền. Và nơi đó thì đoàn cải lương tuồng cổ Quỳnh Long và sư phụ Bạch Mai đã tạo nên tên tuổi Ngọc Huyền cho đến ngày hôm nay, cho nên được về ngôi nhà của mình để mà được hát, được tri ân khán giả và được tưởng nhớ thầy mình. Đó là một điều hạnh phúc của Ngọc Huyền. Cảm ơn em gái Bình Tinh nè, rồi cảm ơn toàn bộ ekip của đoàn cải lương tuồng cổ Quỳnh Long, đạo diễn Hồ Quốc đã cho Ngọc Huyền một cái đêm diễn rất là tuyệt vời nữa. Âm Dương Trận tái diễn là của một người khán giả cũng giấu mặt tặng cho Ngọc Huyền, mà Ngọc Huyền biết là của ai. Đó, hoa đỏ hồng trắng rất là đẹp. Cảm ơn Kim Đính cũng gửi cô một bó bông tím cẩm chướng, nhưng mà thật sự ra là bây giờ cái bó bông của con lạc đâu rồi không biết. Antifan thì tặng cho Ngọc Huyền một cái bó bông màu hồng vàng thiệt là to, nhưng mà mẹ Ngọc Huyền là hôm nay có má nuôi của Ngọc Huyền là má Trương Thị Thu Dung, giám đốc ban nhạc Sảng Đông, cho nên mẹ quyết định má thích cái bó hồng bông màu vàng đó, mẹ quyết định là lấy cái bó bông đó tặng cho má Dung. Về tới đây Ngọc Huyền mới biết thì đó là bông của Antifan, Ngọc Huyền đã nhận được rồi. Và để nhạc những chân không có hết, cho nên là trân trọng tặng lại má Dung Sảng Đông đã mua vé ủng hộ cho đoàn cái lương tuồng của Quỳnh Long, và đặc biệt là mua vé để ủng hộ con gái cưng hát. Cảm ơn má Dung rất là nhiều. Rồi đây là một cái hoa bông của Phini. Phini có một cái lá thư nữa. Rồi đây đó là của Madeleine, con gái tặng cho mẹ hoa mà mẹ thích, hoa mặt trời. Rồi còn gì nữa không? Và đây đó thì những cái bao lì xì tiền quá nhiều quá vậy ta. Của các em của Ngọc Huyền mà xin giấu tên, không có móc ra, cho nên thôi Ngọc Huyền không có móc ra. Đó, cảm ơn các em của chị rất là nhiều nha, là muốn tặng tiền cho chị Ngọc Huyền chứ không có tặng hoa, nhưng mà cấm không cho Ngọc Huyền, cấm thì không đúng đấy. Chị ơi thôi em ngại, không có đọc tên, em không đọc tên thế nào. I love you all, mọi người ở trong tim Ngọc Huyền. Dù rằng không có quà, không có hoa, không có bao lì xì, nhưng đối với Ngọc Huyền trân trọng tinh tấm vé của quý vị đã đến với đoàn cái lương tuồng của Quỳnh Long và đã đến với Ngọc Huyền. Cảm ơn bắn tim, bắn tim. Rồi không biết còn giờ không, còn giờ thì đọc thơ của Queenie, còn không đây còn giờ thì cô sẽ đọc như cô để trong tim của cô nha. Tôi gửi cô. Rồi. Cảm ơn con. Cảm ơn Queenie rất là nhiều. Cô ơi, con yêu mến cô đã từ lắm rồi, đã từ lâu lắm rồi, nhưng chưa có cơ hội gặp cô. Con chỉ âm thầm theo dõi cô qua những bài đăng trên Facebook. Hôm nay được gặp cô và xem cô diễn thực sự con hạnh phúc lắm. Con hy vọng rằng thời gian sắp tới cô sẽ có nhiều hoạt động hơn ở Việt Nam. Cô sẽ hứa, cô hứa với con và khán giả thương yêu cô tại Việt Nam, để con có thể giúp con, để con có thể gặp cô yêu thêm nhiều lần nữa. Con chúc cô nhiều sức khỏe và luôn vui tươi, năng lượng để tiếp tục giữ mãi lửa nghề công hiến cho khán giả. Dù ở bất kỳ đâu, con và các cô chú anh chị Facebook sẽ luôn dõi theo và ủng hộ cô, mà yêu cô. I love you beautifully. Cảm ơn con gái Queenie nha, cảm ơn cô đã đọc lá thư của con, xúc động lắm. Cất vào bộ sưu tập của mình ha. Rồi, và cảm ơn fan của Bình Tinh tặng cho tại gia đình ta mỗi người một trái dừa, dứt lên nghiệp tổ, nhưng lên tổ nghiệp xong cái rồi sau đó rồi mọi người lấy lọc đem về. Có nè, có tên của Ngọc Huyền luôn nè, Âm Dương Trận, Hậu Lưu Kim Đính, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, có cái nem hiệu của Quỳnh Long, thích lắm luôn. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn sự thương yêu của khán giả. Khán giả quyết định cho thành công của đêm diễn ngày hôm nay, và sau đó thì cả một cái tấm lòng của những ngôi sao trẻ đã đến với đoàn cải lương tuồng cổ Quỳnh Long, chiếc nôi của sư phụ Bạch Mai, của Ngọc Huyền và Bình Tinh, để tạo nên
một âm dương trận để cho tất cả chúng ta đam mê nghệ thuật, chúng ta yêu sân khấu cải lương được hát và được cống hiến đến với khán giả. Hẹn gặp lại những chương trình tới nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Love you. Bye bye.